Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của bên em. Hôm nay ngày 18 tháng 7 2022, hôm nay bên em lên một số con máy giá rẻ để cho anh em tham khảo nhé. Thì bên em đang thanh lý con Su và N, giá 1.900.000 bao ship nhá. Đấy, thanh lý lốt một con đấy, còn anh em nào muốn mua thì em giới thiệu 245 cái đầu máy cũ nhá. Anh em muốn lựa chọn tham khảo thì anh em cứ điện trực tiếp cho em hai số điện thoại nhé. Hôm nay ngày 18 tháng 7 nhá. Các bác có mua thì các bác ở con Way, con Jim ngày 18 tháng 7, con Suzuki 18 tháng 7 anh em còn thì bên em báo còn, mà hết thì bên em báo hết nhá. Đấy, thì hôm nay thì bên em còn mấy con này để báo giá lốt cho anh em, ưng được thì anh em mua nhá. Anh em bớt chút thời gian, anh em đang cho kênh một nút like và đăng ký kênh nhá. Sau anh em xem thì có xe video nó dễ hơn. Rồi. Đầu tiên thì cái con Jim này thì Jim này bên em giờ đang bán lốt cho anh em là con này giá 5 triệu nhá. Theo cần đạp, cần số mới chiếu vào khí. Đấy, con này thì nó lốc nó hơi bị ố thôi, chắc qua nó chở cái gì nó hơi bị ố một chút thôi. Mới lại con này đời khá cao nha các bác nhá. Con này đời 2011 đấy. Ốc nó hơi han thôi, tại vì cái vùng nó chạy nó hơi bị han một chút thôi. Nên là anh em còn côn zin mới điện zin nha anh em nhá. Đấy, anh em có nhu cầu mua thì alo trực tiếp cho bên em nhá. Giá 5 triệu ngày 18 tháng 7 nhá. Đầu bò là HVN44 nhá anh em nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo con thứ hai. Nhá. Con thứ hai là con Future FI nhá. Đấy, con Future FI này thì con này báo giá luôn cho anh em là con này là 6 triệu 2, chưa có ship đâu. Đấy, anh em mua thì con này nó chạy còn khá ngon nhá, Future FI. Đây, đầu bò đây. Nói chung là nó vẫn còn ngon anh em nhé. Quay vòng cái này nó hơi xước chút thôi, còn bao lủ bao êm cho chạy cho anh em nhé. Máy vẫn còn rất chìa đẹp, ngày 18 tháng 7 FI, giá cháu 6.2, chưa ship, ship trăm nữa, 6.3 anh em nhé. Đấy, bao ship tận nhà. Đấy, nó theo đầy đủ hết cho anh em nhé. Phun giặt điện này, lọc gió này, bình xăng này, có bơm xăng ở trong nữa, đầy đủ hết nhé. Đấy, còn côn côn zin, điện zin, tất cả đều zin hết anh em nhé. Còn máy móc nó zin hết nguyên bản. Rồi, tiếp theo con thứ hai này, con thứ ba ngày 18 tháng 7 nhé. Thì con này nó UA100 đời 2016 nhé. UA100 đời 2016. Anh em bớt chút thời gian anh em đăng ký kênh nhé. Lát để em xem con này 2 triệu để em thanh lý lốt cho anh em nhé. Đấy. Con này UA. Đấy, UA100. Đấy, con đời 2016, máy côn zin, điện zin, đề zin nhá. Đấy, con này nói chung là zin toàn bộ, máy lổ êm nhá. Đấy, phụ đề vẫn còn đề zin nha anh em nhá, tất cả nói chung là đời 2016. Đấy, đầu bò nó biết là chưa ra nhá, máy zin đẹp 100%. Đi theo dàn điện này, cần đạp, cần số và chiếu khí nhá. Đấy, nói chung là đầy đủ hết để cho anh em lựa chọn nhá. Đấy, anh em mà có nhu cầu mua thì alo cho bên em nhá. Xoay xe luôn. KM26, nói chung là con này zin nguyên bản hết anh em, răng riếc vẫn còn, điện riếc vẫn còn, đầy đủ hết anh em nhé. Đấy, mỗi tội là cái dầu nhông xích ra nó hơi bẩn một chút thôi. Đấy, đây 27/5/2016 nha anh em nhé. Đấy, máy còn rất chi là ngon và đẹp. Rồi, tiếp theo con giá rẻ cho anh em nhé. Con này bên em bán 3.2 triệu, bao ship luôn. Đấy, theo cần đạp, cần số với chiếu hoặc khí, phun dàn điện anh em nhé. Con này Uy RS110. Đấy, RS110 nó hơi bẩn một chút đây, đây là cái dầu thừa của ấy nó ra nó bẩn thôi, chạy nó rất chi là ngon. Đấy, 3.2 triệu anh em nhé, bao ship tận nhà, máy 110. Đấy, anh em nào thích rẻ rẻ mà chạy ba gác thì là tuyệt vời luôn anh em nhé. Đây, nói chung là con này nó cũng gọi là mở rồi nhá, nhưng mà nói chung là đầu bò là biết là nó hàng nguyên bản hết, nó không có gì nó lai tạp của máy khác cả, nên là máy nó vẫn còn ngon. Rồi, tiếp theo lên cho anh em nữa là con máy Super Ram. Con này đời cao anh em nhá. Đời cao. Máy đời cao nên cái này nó vẫn gác trên xe nhá, nên là nó hơi bẩn một chút thôi. Cái này là chạy đường đất đỏ nên là nó hơi bẩn, nó hơi bụi một chút này. Đấy, con này
giờ bán hơn 6 triệu một chút thôi. Đấy, nó theo đủ dàn điện nhá, theo cần đạp, cần số và chế vào khí zin. Zin của nó đấy, trông nó hơi bẩn một chút, nếu mà anh em về anh em vệ sinh lại được ngon. Sơn zin nhá. Đấy, sơn zin. Cái này cần đạp đạp ít nên là sơn zin, củ đề zin nhá. Đấy. 6 triệu hôm nay con này ngày 18 tháng 4 nhá. Đầu bò màu nó hơi vàng một chút thôi. Nhưng mà anh em nhìn nhỉ. Đấy. Răng zin này, răng zin này. Ốc cũng zin toàn bộ nha anh em nhá. Chẳng qua là về anh em lấy đi tẩy, anh em tẩy qua cái. Còn đây. Con số nó zin 100% hết. Nói chung là con này bao zin cho anh em nhá. Giá trên 6 triệu một chút thôi. Nó hơi bẩn, em lười nó ấy thôi, chứ còn hàng nó rất là đẹp. Đấy, rất là xịn. Đấy, anh em có nhu cầu mua con Dream này thì ngày 18 tháng 7 nhá. Anh em chỉ alo lại cho bên em. Thì nó hơi bẩn một chút thôi, hình thức nó hơi bẩn thôi, nhưng mà máy nó còn chất, anh em gác lên là chạy thôi. Rồi, đây thành lý lốt con Suzuki GL 125, giá 1,9 triệu bao ship. Đấy, con này đời nó khá cao. Đấy, máy móc nguyên bản nhá. Đầu bò zin nhá anh em nhá, đầu bò zin hết. Đấy, anh em nào có nhu cầu muốn mua đọc cục máy hay không, cái này là Suzuki nhập khẩu Trung Quốc nhá, nhưng mà do là công ty nó sản xuất ra, công ty Suzuki, hàng không phải hàng nhái đâu. Hơi xước, về anh em con su nào anh em thay là ok nhất, giá 1,9 triệu nhá. Còn hàng trước khi gửi anh em cọc trước 500, nhận hàng thanh toán lốt nhá. Đấy, còn hàng của bên em là hàng bao chuẩn bao đẹp luôn. Đấy, anh em có nhu cầu muốn mua máy gì, gác xe gì, bên em đều có mới và cũ hết để cho anh em lựa chọn và tham khảo nhé. Rồi, em kết thúc video ở đây. Rồi, chào tất cả anh em đã xem đến kênh của bên em. Anh em nhớ đăng ký kênh nhé. Chào tất cả anh em.